xa mãi mãi. Tôi ngỏ ý rủ tụi sẽ cùng đi du lịch. Tôi bảo rằng ở chân trời xa kia chắc có nhiều cái lạ, không nên về đồng cỏ cũ nữa. Rồi reo lên nhận lời ngay. Chúng tôi bèn kết làm anh em. Từ hôm ấy rồi ở luôn hang tôi, và rồi tôn tôi là anh, còn tôi gọi rồi là em, thề rằng từ đây sinh tử cò nhau. Chị ơi, công chị nhận ơi, với mày là vui dễ sợ. Ủa em mua cuốn nào? Dạ em muốn mua cuốn sách mà anh đó ảnh mới vừa đọc. Không, lựa cuốn khác đi, đang đọc du duyên. Thôi lựa cuốn khác nha. Dạ. Chúng tôi sửa soạn. Một ngày cuối thu, tôi và Trùi lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh, những ạn cỏ mượt rời rợi. Trời đầy mấy trăng, gió thu hiu hiu, thổi như dục lòng kè ra đi. Thế là tôi rời quê hương lần thứ hai. Đi lùi về phía sau hang tôi, có một cánh đồng lợn treo lên ngọn cỏ lao cao nhất. Ngược mặt trong chỉ thấy xa tịch tập mà chẳng thấy chân trời. Khởi đầu, chúng tôi định đi xuống cánh đồng già bài hoang. Công nhận của giấy mèn này, cái giang hồ mà nó tiếu dễ sợ, giống anh đi chàng. Bây giờ, các giò xì trong thiên hà đã đông đủ về đây. Ai lên đầu vợ dò xì về trụi, tiền ông cù gọi lo vang dài. Ai này lặng yên nghe, bỗng một tiếng đạp vang đồng, cò ta đây. Chị ơi. Ừ? Chị ơi, tụi em lấy hai cuốn này. Ủa, hai đứa nó lựa sách hồi nào vậy? Dạ, được 5 phút rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Chị xin lỗi nha, hai đứa mua cuốn nào đưa chị coi. Dạ, hai cuốn này. Cuốn này là 5.500, cuốn này là 6.000, tổng cộng là 11.500 đó. 10.000 được không chị? 10.000 nha chị. Được rồi. Dạ. Dạ. Dạ em gửi tiền. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Lần sau tôi mua nữa nha. Dạ. Không được, tới giờ đi bán rồi. Nè. Chuyện đang hay à. Mà thôi anh đi đi. Mất công anh Nam ra thấy anh đang đọc cho em là lỗ hết trơn á. Đúng rồi, anh đi nha. Dạ. À, mà nhớ ghé mua giường á nha. Nhớ rồi, anh đặt rồi, chiều nay anh ghé lấy. Ừ, đi cẩn thận á. Ờ. Công nhận chuyện vé mèn này vui dễ sợ luôn. Mà không biết có đi trễ không nữa. Mình có nên nói cho Nam biết là mình không biết chữ không ta? Đằng nào thì ba mẹ Nam cũng biết bí mật này rồi. Mà không được, Nam mà biết thì sẽ coi thường mình. Mình lỡ nói với anh ấy là mình biết chữ rồi, bây giờ thú nhận, chẳng khác nào lúc trước mình nói dối. Giờ sao ta? Sao giờ? Có nên nói không ta? Trúc làm bầm gì có mình vậy? Trời, sao anh ra sớm vậy? Có tiến bộ nha. Cảm ơn. Ủa đọc rồi hả? Ừ, đọc được nửa cuốn rồi. Tới đoạn nào rồi? Lúc bọn ngựa đánh nhau với giấy mèn. Rồi, thấy hay không? Hay quá chừng luôn á. Ừ, hay, đọc tiếp đi. Tôi bán sách cho. Thôi, sách hay phê để dành. Chút nữa đọc. Ừ, cô đọc xong cuốn này á, cô đọc cuốn Không Gia Đình, tôi đảm bảo nó hợp với cô luôn á. Mà cô đọc xong là thích liền. Không Gia Đình hả? Sao mà giống hoàn cảnh của tôi với anh quá vậy? Mà sao anh ít đọc mà biết nhiều sách vậy? Trời ơi, lớn lên ham chơi á thì mới lười. Chứ còn hồi nhỏ tôi đọc sách cũng dữ lắm á. Mà lạ nhất á là toàn bộ sách do ba mẹ đọc trước lựa cho, nên toàn sách hay không à. Từ từ tôi sẽ chỉ cho cô nhiều cuốn đọc lắm, đọc xong là mê liền. Để tôi lấy thử cho cô xem là trong số này có cuốn nào mới không nha. Mà Trúc có biết không, hồi lớp 10 á là mới bắt đầu bỏ thói quen đọc sách đó chứ. Cứ đụng vô cuốn sách là buồn ngủ luôn.
bỏ đọc sách lâu rồi nên cũng mất luôn thói quen đọc sách. À, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Tôi đã lâu không đọc rồi nên là nhiều khi cũng chẳng biết mấy cuốn sách mới có hay không nữa. Mà cuốn này được giải A, giải A là giải nhất. Giải nhất chắc là hay ha. Biết hay hay không thì anh đọc đi. Ủa, cô cho tôi đọc sách trong lúc bán hả? Chứ trước giờ tôi đâu có cấm anh đâu. Không có cấm, nhưng mà tôi sợ cô la. Thì coi như bây giờ tôi cho anh đọc sách rồi đó. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Đọc thành tiếng cho tôi nghe. Một người đọc, một người bán sách. Anh thấy làm sao? Đọc thành tiếng mệt lắm. Mệt thì nghỉ, hết mệt thì đọc tiếp. Đi, đọc cho tôi nghe đi. Về nhà tôi không bắt anh lau nhà đâu. Không bắt lau nhà, bắt rửa chén cũng thế à. Không rửa chén luôn. Thiệt không? Ừ. Hứa nha. Hứa nha. Tôi hứa rồi mà sao anh hỏi hoài vậy? Tôi đổi ý định bây giờ. Đây, chương 1. Những âm thanh đẹp nhất. Năm nay tôi 10 tuổi. Có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi đi đâu, mẹ mang tôi đi. Tôi chưa biết khóc. Một đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc. Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn ngoài mẹ ra. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn. Cho xin miếng nước coi, khát khô cả cổ à. Ủa, sao đưa cho nhỏ đưa cho lớn vậy? Nay cho anh uống nguyên chai bự luôn. Bà công nhận á, cái ông Nguyễn Ngọc Thuần này á, viết truyện duyên dễ sợ, đọc rất là thích. Giống y như con nít kể chuyện vậy á. Ừ, đọc xong cái tự nhiên muốn chạy ngay về nhà, trồng ngay một vườn cây trước nhà luôn á. Mà anh đọc truyện hay dễ sợ, khác với ông Hiều. Đọc cứ ngừng vậy nè. Nói chuyện, đi so sánh tôi với ông Hiều. Nói không phải khoe. Chứ hồi lớp 5 á, tôi đoạt giải nhất cuộc thi kể chuyện sách hè cấp thành phố á. Phải vậy không đó? Không. Đùa thôi. Tôi biết ngay mà. Trời ơi. Ủa, bây giờ cô đọc thử cho tôi nghe một trang đi. Để tôi xem thử cô đọc có hay không. Thôi, tôi không đọc đâu. Thôi, đọc đi, đọc có một trang thôi mà. Nè, đọc trang này. Thôi, tôi không thích đọc. Ủa, tại sao lại không? Thì tôi không có thích đọc chứ có gì đâu. Nhưng mà tại sao lại không? Hồi nãy cô nói cô thích nghe tôi đọc lắm mà. Ủa, thích nghe người khác đọc với mình tự đọc khác nhau chứ bộ. Nhưng mà anh đọc đi, nhiều chuyện quá à. Nè. Đúng là. Làm sao mà ông lấy được? Dễ lắm, thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên, bàn tay ơi, lấy cho tôi cái bánh. Thế là bàn tay chạy đi lấy cho ông ngay. Ông cười khà khà, ôi hay quá, thật là hấp dẫn. Vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nha. Ông hắng giọng rồi sau đó nói, bàn tay ơi, ơi, có tôi đây. Tôi nói to, tôi là bàn tay đây. Bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng. Công nhận, cưng lúc nào cũng đẹp nhất hồ bơi. Đúng là đồ khéo nịnh. Mà cũng đúng, đố con nào hồ bơi này tướng bóc hơn em á. Phải không? Bởi vậy, cứ đòi đi bơi hoài để khoe hàng chứ gì. Chính khoe xác. Hàng rồi sao? Có hàng đẹp thì phải xô đó chứ. Trời, đẹp khoe xấu che mà. Ngày xưa thằng Nam dẫn em đi bơi á, nó đâu cần bơi đâu, ngồi trên thành hồ bơi á, ngắm em thôi thấy sướng rồi. Ê ê, không có nhắc tới bồ cũ rồi nha. Tầm thường, ghen tuông vớ vẩn. Dạo này có ai thấy thằng Nam đâu không? Không. Ừ, không biết nó biến đi đâu mà dạo này không thấy nó luôn á. Hay là nó bỏ ăn chơi nhảy múa ở nhà tu rồi. Trời, thằng Nam mà tu hả? Tu hú thì có. Ê, có khi nào nó sợ mình hả? Nên không dám tới mấy chỗ ăn chơi cũ không? Có lý. Chắc nó sợ tụi mình làm nhục nên nó không dám tới nữa. Mà nó ngon hả? Nó để anh thấy nó một lần nữa coi. Anh mà không sỉ nhục nó tiếp, anh làm con của nó. Thôi kệ nó đi. Thôi bơi. Đi bơi. Đi. Chú Hùng mà không sang gọi, tôi sẽ nằm mãi. Tôi sẽ nằm cho tới lúc tôi tỉnh dậy mới thôi. Ủa anh ơi, hai cuốn này nhiêu vậy anh? Cuốn này mới 8 ngàn, cuốn này 3 ngàn. Vậy em lấy hai cuốn này. À,
Trúc cho các ba shop coi. Bốn ngàn. Tám ngàn. Tám ngàn. Mười ngàn. Mười. Mười một. Rồi cảm ơn anh nhé. Không có gì. Này anh chàng này giống như mới vừa đạp ống heo xong lấy tiền mua sách á. Đây trả nè. 11 ngàn. Ủa sao đây có 10 ngàn vậy? Ơi. Đâu mất ngàn rồi. Chết rồi. Này lấy tiền đủ không? Đủ thì tìm đủ mà. Sao đây có 10 ngàn vậy? Chắc rớt rồi. Anh đi tìm, tìm. Chắc đi. Là mất tiêu rồi. Thì đi tìm mất tiêu phải tìm đi. Có ngàn à. Tìm đi. Có ngàn sao mà tìm thấy được? Sao không tìm thấy được? Không tìm thấy được cũng phải tìm. Thôi bỏ đi nha. Đồng xu nhỏ xíu làm sao mà thấy được? Anh nói lẩm bẩm gì á? Tôi đâu có nói gì đâu. Tìm đi, tìm đến tối cũng phải tìm. Lỡ tìm đến tối không thấy thì sao? Tìm đến tối không thấy thì tìm đến mai. À, thấy rồi. Hả? Siêu chưa? Đúng. Ủa? Là bắt công mày sắt có ngàn đen xu. Ủa gì? Đây là đồng 2 ngàn mà. Ừ thì 2 ngàn. Sao mà đồng 2 ngàn được? Hồi nãy hai quyển sách 11 ngàn. Ở đây 10 ngàn rồi thì phải rớt đồng 1 ngàn chứ. 2 ngàn này chắc là của ai làm rớt rồi. 1 ngàn của mình vẫn chưa kiếm ra. Anh đi kiếm tiếp đi. Chắc ôi, là rớt ở đâu đây chứ không đâu hết trơn. Tìm đồng 2 ngàn là cũng muốn tìm 1 ngàn hả? Ủa 2 ngàn là đồng của người ta. Còn 1 ngàn là tiền của mình mà sao không phải tìm? Tìm tiếp, tìm tiếp đi. Có 1 ngàn mà. 1 ngàn cũng phải tìm. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này, trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, là điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết. Sài Gòn, những ngày tháng cuối năm. Hết truyện. Truyện này hay quá. Công nhận truyện này hay thiệt. Phải chi ngày nào cũng có người đọc truyện cho tôi nghe thì hay biết nhiêu. Cô thích đọc sách, sao không tự đọc? Được người khác đọc cho nghe thích hơn, đọc mình mệt cũng chết. Té ra, con người cô cũng đầy khuyết điểm, chứ không phải lúc nào cũng là thiên thần đâu. Đầy khuyết điểm đó mà đầy khuyết điểm. Có một khuyết điểm thôi ở đâu mà đầy? Ừ, thì một khuyết điểm vừa bị phát hiện xong đó. À, ý anh nói là con người tôi nhiều khuyết điểm nhưng mà chưa bị anh phát hiện đúng không? Ừ, chính xác. Tôi chỉ có một khuyết điểm lớn nhất thôi, biết là gì không? Là gì? Là lúc nào cũng có một người đầy khuyết điểm ở bên cạnh tò như anh hết trơn á. Vô duyên. Ừ, kệ. À, ngày mai anh đọc cho tôi nghe cuốn Không Gia Đình nha. Trời ơi, cuốn nó dày lắm, tôi không đọc đâu. Tôi đâu có năn nỉ đâu mà anh từ chối. Đây là mệnh lệnh á. Chết tôi rồi. Đọc xong cuốn này đến cuốn khác, ngày nào cũng phải đọc sách cho tôi nghe hết trơn á. Trời. Trời gì mà trời. Anh đọc sách cho tôi nghe thì anh cũng có lợi chứ bộ. Anh không nghe người ta nói sách là người bạn tốt nhất hả? Ai nói với cô câu đấy vậy? Đó là danh ngôn. Chú Tám hay mua sách nói cho tôi nghe. Ê, mà tôi nghi ngờ á là cô không biết chữ nên cứ kêu tôi đọc sách hoài quá. Ủa? Đúng không? Sao tôi không biết chữ được? Tôi bán sách mà sao tôi không biết chữ được? Anh không nhớ sáng giờ tôi đọc hết nửa cuốn với Màn Phiêu Lưu Ký à hả? À, cuốn này là cuốn gì? Đường đi. Vậy cuốn này? Anh không tin tôi phải không? Cuốn này là cuốn gì? Một ngày dài, hơn thế kỷ. Ờ, được. Ủa mà sao anh không tin tôi cũng ngộ ha? Tôi bán sách mà sao tôi không biết chữ được? Hay là anh muốn tôi đọc hết tất cả tựa cuốn sách tôi có cho anh nghe? Cô thử đọc cho tôi nghe xem. Cuốn này là Niềm Vui Hay Ở Lại nè. Còn cuốn này là Người Được Minh Oan nè. À. Còn cuốn này là Phải Thanh Toán Thủy Ngân nè. Cuốn này là Rừng Na Uy nè. Cuốn này là Số Phận Con Người nè. Còn cuốn này
này là biển... Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu. Anh Nam nghĩ là em không biết đọc sách, cho nên em đọc hết mấy tựa sách cho anh biết em cũng biết đọc chứ bộ. Mày có khùng không? Sao vô lý quá vậy? Không biết chữ sao bán sách được? Ủa, thì đùa thôi mà, làm gì mà căng vậy? Đùa. Đùa kiểu vô duyên quá đáng. Trúc tốt bụng như mày vậy mà nở lòng nào nghi. Nghi ngờ Trúc hả? Tôi xin lỗi. Lần sau không nghi ngờ bậy bạ gì nữa nha mày. Thôi, anh về giặt đồ của anh đi. Tôi giặt hồi trưa rồi. Giỏi vậy hả? Thôi anh về lau nhà để tôi về liền á. Ừ, vậy tôi về trước nha. Nhưng mà ủa, Trúc nói tôi đọc sách cho Trúc nghe là không phải lau nhà rửa chén mà. Ha. Thôi về nấu cơm đi, tôi về là vừa. Ừ, vậy tôi về trước nha. Về nha anh Hiếu. Chứ ở đây làm gì? Tôi nghiệp, tự nhiên bị la ở an mạng. Không la sao được? Không la để lần sau nó nghi ngờ em nữa hả? Mà em cũng lanh trí thiệt á. Tự nhiên đọc hết tựa mấy cuốn sách luôn. Không thôi hả, là không có thời giờ suy nghĩ. Bắt em đọc mấy trang trong, chắc em bó tay. Lúc đó em ú ớ vậy nè. Vậy là anh về kịp lúc chứ gì. Cái đó người ta gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Em phải thử cho anh mới được á. Ủa mà sao em cho nó về sớm vậy? Sợ để nó ở đây chút xíu nữa bể tự lưa luôn hả? Mà anh nghĩ là em giấu vụ này hoài cũng được đâu. Thằng Nam nó đã nghi rồi hả? Thế nào nó cũng gài em để tìm cho ra sự thật á. Thằng này nó ma lắm á. Chỉ có một cách thôi. Cách gì? Em hạn chế ở bên cạnh nó càng ít càng tốt. Sao được? Ở chung nhà bán sách chung, sao hạn chế ở bên cạnh được? Thì nó bán em nghĩ, nó nghĩ em bán, vậy thôi. Em đang chỉ Nam bán sách mà. Với lại giờ không bán sách ông Nam biết làm gì? Thì cho nó làm bốc giác, phụ hồ. Mấy cái nghề đâu cần phải biết chuyên môn đâu. Anh giả mang vừa vừa thôi. Giả mang gì? Ông Nam vậy sao làm bốc giác phụ hồ được? Làm sao nổi? Làm chưa xong rồi lăn ra bệnh, tốn 100.000 tiền thuốc nữa. Vậy thì cho nó đi bán trong chống giống như anh đi. Nè, chơi đẹp luôn nghe. Dạy nghề cho nó luôn. Dầu gì đi nữa là em cũng mua cho nó xe đạp đúng không? Chỉ cần bỏ thêm vài chục ngàn mua đồ nghề về làm vốn. Đó. Không có được. Sao mà được? Tự nhiên thấy không được thì nó không được chứ sao? Bỏ tại với em luôn hả? Vô duyên không? Em đã nói là để em suy nghĩ mà. Đằng nào rồi cũng có lối thoát. Từ từ được không? Em cứ tính gì em tính đi. Nhưng mà anh thấy hả, em cứ để cho nó ở kè kè bên em vậy hoài hả, không sớm thì muộn hả, nó cũng biết em không biết chữ. Anh chắc chắn luôn á. Suy nghĩ đi. Gì vậy? Anh đang nhìn em suy nghĩ. Vô duyên. Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm con. Dạ. Ủa, con bị bệnh hả? Dạ không. Sao thấy con mệt mỏi quá vậy? Nè, hay là mấy món ăn này con ăn không được. Cái nào mà con không thích ăn, con nói mai mốt mẹ không nấu nữa đâu. Dạ không, đồ ăn ngon lắm. Tụi con hôm nay tập kịch ở trường, con hơi mệt. Nếu mà mệt, phải ăn nhiều mới lấy lại sức chứ. Dạ. Bà thấy con không những mệt mà còn buồn nữa. Con có chuyện gì buồn phải không? Dạ, tại hôm nay con diễn không được tốt nên bị thầy la. Mẹ nghe nói các thầy cô giáo ở trường nghệ thuật khó tính lắm phải không? Dạ cũng tùy người thôi. Thầy dạy môn kỹ thuật biểu diễn của con vui tính lắm. Mấy người vui tính thì mau quên lắm. Ngày mai con sáng học tốt thầy quên liền hà. Dạ. Ăn đi con. Nè, con mà lên sân khấu chắc đẹp trai lắm ha. Dạ. Anh ở nhà nấu ăn, tôi đi chở nước sắp hết nước nấu ăn rồi. Rau luộc, mướp nấu canh, còn cá lóc á, anh làm sạch dãy rồi ướp nước mắm nha. Tôi làm cá lóc bao giờ đâu. Ủa,
Tôi nhớ tôi chỉ làm cá lóc một lần rồi mà, đúng không? Chỉ thôi nhưng tôi chưa làm bao giờ. Nhắc lại tôi nghe thử coi. Đầu tiên là phải lấy dao đập đầu cá cho cá chết. Đúng rồi. Sau đó là phải đánh dãy cá. Chính xác. Đánh dãy là phải đánh ngược từ dưới đuôi lên tới đầu. Cá là phải đánh sạch dãy. Nếu không đánh sạch dãy thì cá sẽ rất tanh. Ừ, thay sau thiệt. Đó là cắt mang, cắt dây, rồi mổ bụng làm sạch ruột cá, rồi sát thành từng khúc, ướp mắm muối. Trí nhớ anh tốt thiệt á. Nói là phải làm được á nha. Anh làm đi. Hay là Trúc á, đập chết con cá giùm tôi được không? Không, anh tự làm đi. Làm từ đầu đến đuôi cho biết. Còn nếu anh không muốn nấu ăn á, thì đi chở nước đi, tôi nấu ăn cho. Tôi đâu biết chạy xe đạp đâu, sao mà chở nước được. Vậy thì nấu ăn đi, nhiều chuyện quá. Đáng lẽ sáng mai tôi mới đi chở nước, bởi vì sáng mai tôi phải tập anh chạy xe đạp á. Đi á. Đâu rồi? Đi chở nước rồi. Cái gì? Đi chở nước? Sao không để mai nó chở cho? Ai biết. Anh Hiếu. Cái gì? Anh có thể phụ tôi nấu cơm làm cá được không? Không. Sao vậy? Anh cũng ăn cơm mà, phải phụ tôi nấu cơm chứ. Mày mắc cười ghê. Trúc biểu ai nấu? Trúc biểu mày nấu phải không? Trúc biểu mày nấu thì mày nấu đi. Tao bây giờ là tao phải lo đi mua giường rồi. Hay là làm sao? Hay là mày muốn tối nay tao mày ngủ chung giường nữa cái gì? Mày ừ đi, tao khỏi đi mua giường, tao ở nhà tao phụ mày làm bếp. Mày ừ đi, mày ừ đi. Thôi đi mua giường đi. À. Anh Hiếu. Cái gì? Giúp tôi đập chết con cá được không? Xin lỗi, mình không rảnh ha. Kêu ra đập đầu cá lóc cho mày hả? Đập đầu mày thì có. Thằng chó nam, mày là thằng chó chết. Là chở nước giờ này. Mày mới lấy nước đây mà. Có gì mà mày xài nước nhanh quá vậy? Bộ cái lưu mày bể hả? Dạ đâu có Mười. Tại hôm nay nhà con á, có thêm người nên xài nước mau hết. Con lấy 6 can nha Mười. Mày có bồ rồi cho nó vô ở chung hả? Đừng có dạy nha con. Bồ bịch gì Mười ơi, đến 2 người lận. Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông Mười. Đàn ông? Ở đâu ra vậy? Tao nghe mày nói mày lạc ba mẹ mày từ hồi nhỏ lận. Rồi bây giờ bà con ở đâu còn có? Dạ người quen Mười. Quen sao? Thì quen chứ Mười. Bao nhiêu tuổi? Một người thì 22, còn người thì 30 tuổi. Trời ơi mày gan thiệt á nha. Dám cho hả? Hai người đàn ông mày vô ở chung. Dám chứa bơm ở trong nhà hả con? Mà mày quen tụi nó có lâu chưa? Mà mày biết rõ tụi nó không? Một người thì con mới quen, còn người kia con quen 4 năm rồi. Mà không sao đâu Mười, đừng có lo. Hai người đó tốt với con lắm. Tốt? Tốt cái con khỉ á. Mà mày rành đàn ông bằng tao không? Nè, mà đàn ông họ chỉ tốt có bằng ngày thôi nghe không? Còn nửa đêm á nha, tắt đèn rồi nha, thằng nào cũng như nào. Phải biết cảnh giác nó mới được chứ. Nè, không thể nào mà tin đàn ông được đâu con. Trời ơi Mười ơi, con ngủ con khóa cửa kỹ lắm á. Kỹ thì kỹ chứ cũng chết như thường hả con. Mày có biết lối đánh nở hoa trong lòng địch không? Là sao Mười? Mày có nghe cái câu mật ngọt chết ruồi chưa? Câu đó thì con nghe rồi. Đó, đàn ông á nghe. Mấy cái thằng mà nó hùng hùng hổ hổ như vậy không có đáng sợ. Đá vô chỗ hiểm nó nằm ngay đơ à. Còn đàn ông cao thủ á, nó không có thèm gõ cửa mày đâu. Mà cuối cùng á, có lúc mày
mở cửa mà mày mời nó vô. Nó làm bộ đạo đức ổng ẹo, nó không có vô. Cuối cùng á, mày phải năn nỉ nó vô. Ủa sao kỳ vậy mày? Vậy đó mới gọi là lối đánh nở hoa trong lòng địch. Vậy mới gọi là cao thủ mật ngọt chết ruồi mà. Mày siêu lòng ngồi nào không có hay đâu. Đàn bà nhẹ dạ lắm con ơi. Có thông minh cứng rắn thế mấy cũng chết vì mấy cái thằng đàn ông mà ngọt ngào á. Trời ơi, cái này thôi mười đừng lo mười ơi. Hai người này gây lộn với con hoài à. Cứ mở miệng ra là cãi nhau với con à. Không có ngọt ngào tí xíu nào hết trơn á. Không có sợ mật ngọt chết ruồi đâu mười ơi. Mày nói nó cãi nhau với mày suốt ngày hả? À? Mà sao mày cho tụi nó vô ở chung một nhà? Vô lý. Thì tại vì họ không có chỗ ở. Với lại cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mà bản tính họ đâu có xấu đâu mười. Đó, chết là cái chỗ đó đó con. Từ cái chỗ mà con thấy bản tính nó không xấu, rồi con thấy nó tốt hồi nào con không hay. Rồi cái sang qua cái yêu nó dễ lắm. Mà đã yêu rồi ấy, thì nó mờ con mắt, đâu có còn cảnh giác được nữa đâu. Tới lúc đó à, mày mở cửa một cái rộp, tèn tèn tèn, xong đợi con gái rồi. Trời ơi, dì mười nó ghê quá à. Sao mà có chuyện đó xảy ra được? Con hứa với mười ha, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Trời, con đâu có giống như mọi người đâu mười. Thì tao thấy mày là đứa đàng hoàng, cho nên tao mới lo. Con gái mà càng đẹp như vậy càng dễ gặp nguy hiểm. Mà mày đẹp quá mà. Nè, bữa nào mày á, mày biểu hai thằng đó lại đây lấy nước nha. Rồi cái tao coi dò coi cẳng của tụi nó coi. Coi coi lại nó có phải là người đàng hoàng không. Nè, tao coi tương trúng lắm nha. Dạ. Nước tràn kìa. Gan thiệt. Dám cho hai thằng đàn ông vô ở chung một nhà. Có cái gì mà nó gan quá. Vô đây nước mắm chắc đủ rồi. Đưa đây tôi xách giùm cho. Thôi khỏi, còn can ngoài kia nữa kìa. Nặng dữ vậy trời. Nặng quá. Xách con can nước 20 lít làm gì mà than rầm trời vậy? Nặng gì mà nặng, đổ nước vô lưu luôn đi. Tôi chỉ chở nốt đợt này thôi, lần sau anh với anh Hiều chở nha. Hả? Thì chia nhau ra chở. Anh Hiều chở hết đợt rồi đến anh chở. Hai người luân phiên nhau đi. Làm sao tôi chở nước được? Xe đạp thì không biết chạy mà. Không biết. Anh phải chạy được xe đạp, phải chở được nước. Anh mà muốn ở đây thì phải làm được tất cả những chuyện đó. Nó ăn tiếp đi, tôi đi chở nước ở đây. Còn phải chở hai chuyến nữa lận đó. Phải kiếm tiền trốn khỏi căn nhà này thôi. Càng ngày càng thấy khó sống. Kế góc đây nè. À. Trúc, có thể đặt xa cái giường tôi ra được không? Anh Hiệu ngủ ngáy to lắm. Thôi, tôi thấy đặt đây được rồi. À, mày nhiều chuyện quá. Xong. Đói bụng quá à. Cơm có chưa vậy? Xong hết rồi, Trúc đi tắm đi rồi ăn cơm. Anh tắm trước, em tắm trước. Ưu tiên cho người đẹp. Vậy xin mời hai người ra ngoài để em khóa cửa lại. Rồi. Vụ này quen quá.
Giờ làm gì? Sao không hát đi? Từ từ, hát lì giờ nè. La lối sùm. Ê, tao có bài hát này đặc biệt lắm, bảo đảm trúng y phốc tâm sự mày luôn. Mà tao ca bài này á, tao ca bài này không phải là để cho Trúc nghe đâu, mà tao ca tặng riêng cho mày á. Đời phiêu lưu là thế, đâu biết đến ngày mai. Khùng. Nên giờ đây mới trắng tay. Lạnh ghê hả? Ngồi chưa tắm gương san rồi vào đó mới thấy thân xác hoàn toàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Đúng quá đúng không? Vô duyên. Vô duyên vậy á, có thằng ở quê. Ăn cơm thôi. Wow, nhìn cũng được quá à, đâu có tệ đâu. Quan trọng là có ngon hay không thôi, chứ còn có nhiều thứ nhìn bề ngoài á, nhìn có ra đẹp, đẹp lắm, bên trong thấy gớm. Anh nói gì kỳ vậy? Vậy rồi sao? Nè. Đa tạ. Để thử coi. Trời. Dở phải không? Không thể tưởng tượng được. Hả? Dở tới mức độ quá sức tưởng tượng luôn hả? Trời, không thể tưởng tượng được lần đầu anh nấu ăn mà còn ngon tôi nấu nữa. Trời, em có giỡn không vậy? Thiệt. Thiệt hả? Thiệt, đặc biệt là món nước mắm, ăn thử đi ngon lắm. Trời ơi, biết ngay là giỡn liền. Nước mắm mà làm gì ngon? Ăn thử đi. Ngon chứ bộ. Thật tình tôi đâu có chỉ anh đâu mà sao anh nấu ngon quá vậy? Tại lần trước ở nhà tôi thấy mẹ tôi nấu nên giờ nhớ lại bắt chước đó. Anh thì có năng khiếu nấu ăn nha. Ngon lắm, ăn thử đi. Thiệt mà. Thấy được không? Ngon. Ngon không? Ừ thì cũng ngon. Thấy chưa? Kỳ lạ thiệt đó nha. Gì đâu kỳ lạ. Cái này gọi là năng khiếu. Anh Nam có năng khiếu nấu ăn. May quá à. Cứ tưởng bị chê tan nát. Ai dè được khen quá trời. Không thể ngờ được. Vậy tôi vừa có năng khiếu nấu ăn, vừa có năng khiếu bán hàng, đúng không? Hai điểm mạnh của anh á là bán sách với lại nấu ăn. Còn hai điểm yếu á là chạy xe đạp với lại rửa chén. Hai điểm đó cần khắc phục, cho nên ăn xong á tập rửa chén đi cho quen ha. Ừ. Sao mà bất công vậy? Đã nấu cơm rồi còn rửa chén nữa. Bà chỗ bán sách hồi sáng á, Trúc nói nếu tôi đọc nhớ sách cho Trúc rồi. Nghe. Chút nữa anh khỏi rửa chén. Anh Hiểu rửa chén nha. Vui quá. Vui 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 con mắt mày. Rửa chén nha. Ngon ha? Không ngon. Ngon mà. Không ngon hả? Đừng ăn. Không ăn chết hả mày? Ờ. Quá. Có cách nào đuổi thằng này ra khỏi nhà được không ta? Trời ơi, suy nghĩ coi làm sao cho nó biến ra khỏi căn nhà này đi.
Đi nè. Sao tự nhiên bữa nay nhiều dáng quá vậy ta? Mày ủa sao nay nhiều dáng quá vậy ta? Bữa nay mày chết cha mày rồi. Nhiều quá vậy ta? Kỳ này chắc vui lắm. Con nhà giàu mà thằng nào không sợ dán. Hét lên đi con. 1, 2, 3. Hét lên. Hét lên. Đây vậy nè. Cái gì vậy? Trời, dán đầy trong vườn luôn nè. Cái chừng vậy? Cái gì? Cái gì dán ở đâu mà ra? Dán gì mà đâu ra vậy? Ở đâu mà dán trong mùng quá chừng vậy? Ở đâu mà nhiều vậy trời? Sao dán đâu quá trời vậy? Trời. Lạ quá. Chắc tại Nam nó ngủ nó không chịu ém mùng gì. Không có, tôi ém mùng kỹ lắm mà. Vậy sao nó chui vô mùng mày được chứ? Anh thả vô đúng không? Ê ê ê ê, đừng có suy nghĩ tao hèn hạ vậy nghe mày. Anh không thả vô, làm sao mà dán chui vô mùng tôi được? Đâu phải 1, 2 con, mà 4, 5 con lận. Làm sao mà tình cờ như vậy được? Anh thả vô đúng không? Làm sao nó biết được? Bây giờ có nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, khoa học đâu giải thích được đâu, đúng không? Kỳ lạ con khỉ bóp, anh thả vô thì có. Tao đập cho mặt bàn cho mày, đập đi. Không có cãi nhau nữa. Bây giờ muốn biết á, anh đều có bắt dán bỏ vô mùng anh không? Thì dễ lắm. Cách gì? Cách gì? Anh Hiếu, đưa tay đây. Để làm cái gì? Thì đưa tay đây. Nhanh lên. Đưa đi. Tay nào? Tay này nè. Thấy chưa? Có gì đâu. Anh Hiếu bắt dán bỏ vô giường anh á. Ờ. Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu. Hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà khoa học không giải thích được. Bây giờ thì giải thích được rồi đó. Tính sao? Cho anh xin lỗi. Tại anh trẻ người non dạ, lỡ dại chơi ngu. Mong em tha lỗi cho anh đi. Trẻ người anh non dạ. Trúc 18, tôi 22. Còn ông hả? 35 lận đó. 7 mày. Mới 30. Ừ thì 30. Tức là hơn tôi 8 tuổi, hơn Trúc 12 tuổi, nguyên một con giáp. Mà nói trẻ người non dạ, không biết mắc cỡ hay sao? Làm gì mắc cỡ? Tao nói tao trẻ người non dạ chứ bộ tao nói trẻ tuổi non dạ hả? Làm gì phải mắc cỡ chứ? Không có cãi nhau nữa. Bây giờ đã biết là anh Hiếu sai rồi. Hai người đi ngủ đi. Sáng mai giải quyết vụ này sao? Không ngủ sáng mai sao đi làm được? Ừ, đúng không? Đi ngủ đi, chuyện này đâu có gì đâu lớn đúng không? Sao không lớn được? Sáng mai anh biết tài em nha. Đi ngủ đi mày. Mà làm sao mà ngủ được? Mền, chiếu, giường, cả mùng nữa. Đầy mùi dán hôi rình. Làm sao mà ngủ được? Không ngủ thì thức.
Trời, đau. Vậy anh qua giường anh Hiếu ngủ đi. Trời. Anh Hiếu sẽ ngủ ở giường anh. Vậy cũng được nữa hả? Sáng mai á, anh Hiếu có nhiệm vụ là phải giặt sạch sẽ mùng mền chiếu gối cho anh. Anh thấy làm sao? Thì giờ nói sao làm vậy đi. Rồi. Đi ngủ nữa mày. Ngủ, ngủ con khỉ. Mày lấy đôi dép mày ra đi. Ủa, sao nó đi ngủ đi lấy đồ làm gì vậy? Tôi phải đi tắm, thay bộ đồ này nữa. Chứ bộ đồ này hôi rình mùi dán, làm sao mà ngủ ngay được. Vậy thì đi thay đồ thôi, đừng có tắm. Khuya rồi mà tắm là dễ bị bệnh lắm á. Ừ, tôi lau người thôi vậy. Lau người lấy người. Làm như mày kỹ lắm vậy. Em càng ngày em càng thấy ghét anh đó nha anh Hiếu. Ghét hoài. Xin lỗi rồi, ghét hoài. Khoan đã. Gì vậy? Đi rửa tay đi. Chứ không lẽ ngủ tay nó hôi mùi dán vậy mà cũng ngủ được nữa hả? Mai rửa cũng được. Nè, anh nhớ phải giặt luôn cho tôi bộ đồ này á. Phải giặt thật sạch cho hết mùi dán nghe chưa? Đập mặt mày nữa mày. Vô duyên thú địch. Còn anh nữa đi ngủ đi. Ngủ giường kia hả? Ừ. Nè, trả đó. Yeah. Đập vô mặt mày giờ. Thấy ghét. Chán như con gián. Cái gì con gián? Ừ, không có. Anh nói mai anh đi mua chai thuốc xịt gián. Chết. Dọn dọn như mày, đi ngủ đi. Trời ơi, trời ơi, dậy sao ngủ, trời ơi.